Xin chào mọi người, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cắt gấu quần giang nhé. Quần này hiện tại nó đang dài là 102 các bạn ơi, 101 này, gần 102. Thì chúng ta sẽ cắt đi quần người ta đang yêu cầu cắt chiều dài là 85. Đây thì chúng ta đánh dấu phần nhé. Đánh dấu phần đến đây các bạn ạ. Rồi chúng ta kẻ ngang nhé. Lấy thước cứng và chúng ta kẻ ngang sang. Đó. Chúng ta lấy 3 phân rưỡi gấu này. Và chúng ta cắt bỏ đằng dưới đi. Đó. Chúng ta cắt đến đây nhé. Chúng ta để hai cái ống nó bằng nhau và chúng ta cắt cùng một lúc. Nếu như kéo của các bạn nó không được tốt ý, thì chúng ta cắt từng ống một và chúng ta sẽ đo sang bên kia. Chúng ta đo sang kia các bạn. Đây mình sẽ cắt luôn nhá. Sau khi chúng ta cắt gấu xong rồi ấy, thì cái ống quần nó hơi bị rộng ở bên dưới các bạn ạ. Chúng ta cần bóp một ít vào. Bóp một ít vào để cho nó có dáng quần nhé. Bóp một ít ở đây này. Đó, bóp lên đến đây. Bạn bóp lên khoảng 20 phân. Để cho nó có dáng quần nhé. Bạn thấy không? Đây, khi mà chúng ta đo ấy, thì gấu nó sẽ nhỏ hơn ở bên trên khoảng 1 phân đấy các bạn ạ. Đó, vì vậy mà chúng ta sẽ phải bóp hai bên này vào thì cái dáng quần mới đẹp được nhé. Mọi người cùng theo dõi mình nhé. Các bạn ơi, chúng ta đánh dấu nhé. Chúng ta đánh dấu từ dưới này lên trên này. Từ dưới gấu lên trên là 25 phân nhé. Đây, chúng ta sẽ bóp lên đến trên này thôi. Đây là gối rồi đó. Nhưng chúng ta sẽ bóp ở bên dưới phần dưới ống thôi. Ống dưới của ống chân thôi nhé. Bên này có thế các bạn ạ. Bóp đến đây. Và đây mình đã cầm kim sẵn rồi này. Dưới này chúng ta giữ nguyên nhé. Để tránh tình trạng là may lên đến đây là khi mình gập lên là nó sẽ bị thiếu. Đó, đến đây thì chúng ta sẽ vào này. Bên dưới này chúng ta sẽ ve ra. Đây các bạn này, mình sẽ cắt cảnh hơn để cho các bạn nắm được rõ hơn. Ra đến đây thì chúng ta sẽ bẻ mũi kim, đánh mũi kim ra ngoài này. Đánh dần kim ra ngoài. Đấy.
chúng ta cắt chỉ đi này. Rồi. Như vậy là chúng ta đã may xong và chúng ta sẽ gỡ cái đường may bên ngoài của nó này đi nhé. Gỡ cái đường may cũ của nó bên ngoài này, các bạn nhìn thấy không? Đó, đây là đường may trong này. Và chúng ta sẽ gỡ cái đường này đi. Sau rồi chúng ta lập thẳng ra và chúng ta may gấu lên là xong. Đây các bạn ơi, vậy là chúng ta đã bóp xong đường sườn rồi nhá. Thì bây giờ cái đường phấn này này, mình vẽ lúc đầu ấy là cái điểm chính là 85 là dài quần ấy, là mình chốt ở chỗ này thì là cái gấu gập lên là 3 cm, 3,5 cm để chúng ta gập lên ấy. Thì chúng ta gập đúng đến cái điểm phấn này. Bây giờ chúng ta may gấu vào là chúng ta là nữa là xong nhá. Do là mình tự quay nên là nó cũng hơi khó các bạn ạ. Mình cầm vừa máy đấy. Vừa cầm máy quay, vừa quay, vừa làm. Hy vọng nó vẫn đẹp. Chúng ta lại mũi chỗ này nhá. Là chúng ta đã may xong gấu rồi, bây giờ chúng ta có là nữa là đẹp thôi các bạn. Chúng ta sẽ là rẽ ra nhé, rẽ cái chỗ mình bóp vào này. Thấy không? Thì dáng quần nó sẽ thuôn thuôn xuống, nó không bị loe ở bên dưới nữa. Thì mình cố tìm bóp vào để cho nó không bị loe. Là chúng ta sẽ lấy gấu cũ. Khi chúng ta bóp xong thì cái gấu cũ và gấu mới nó sẽ bằng nhau các bạn ạ. Đó. Vậy là mình đã hoàn thành xong bước cắt gấu quần gian nhé các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn like và ủng hộ để đón cho những video tiếp theo của mình nhé. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào tạm biệt. Thank you.